người đẹp bóng chuyền, Kim Huệ khoe đường cong nóng bỏng, Thu Hoài đẹp như nàng thơ. Hai cô trò Kim Huệ và Thu Hoài đều tìm đến biển xanh cát trắng để thư giãn sau những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng. Hoa khôi Kim Huệ mặc bikini khoe đường cong nóng bỏng. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Phạm Thị Kim Huệ đã gây chú ý khi đăng tải lên Facebook 3 bức ảnh mặc bikini mà cô chụp trên bãi biển ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ở tuổi 38, hoa khôi của giải bóng chuyền VTV Cup 2004 vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, không thua kém các cô gái tuổi đôi mươi. Kim Huệ mặc bikini khoe dáng ở tuổi 38. Kèm theo đó, Kim Huệ còn gửi gắm thông điệp tại sao chúng ta yêu thích biển. Đó là bởi vì nó có một số sức mạnh mạnh mẽ để khiến chúng ta suy nghĩ những điều chúng ta thích nghĩ. Bãi biển không phải lúc nào cũng là một nơi, đôi khi đó là một cảm giác thật là exciting. Dù đã rời xa sự nghiệp bóng chuyền và lui về làm công tác huấn luyện, nhưng cái tên Kim Huệ chưa bao giờ hết hát. Không chỉ tài năng, cô nàng sinh năm 1982 còn nổi tiếng là chân dài bóng chuyền xinh đẹp, từng gắn liền với danh xưng hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam. Người đẹp Thu Hoài, hóa nàng thơ. Cô học trò cưng của Kim Huệ, Nguyễn Thu Hoài cũng chọn cách tìm đến biển để thư giãn sau những ngày tháng tập luyện và thi đấu căng thẳng. Chuyện hay của Ngân hàng Công Thương đăng vi lên trang cá nhân Facebook, ghi lại hình ảnh cô đang tung tăng, sải bước dọc bãi biển. Một lần nữa, cô nàng 9X khiến các fan phải chú ý với vẻ đẹp, thuần khiết như một nàng thơ. Vẻ đẹp thuần khiết của Thu Hoài. Ngoài tài năng được khẳng định, Thu Hoài còn luôn là tâm điểm trên sân mỗi khi cô xuất hiện. Vận động viên sinh năm 1998 sở hữu một vẻ đẹp rất đáng yêu, nụ cười tươi cùng đôi mắt to,